Anh đứng sát sát vô chứ. Đây là con cu. Cu không không cần kêu mà quắt tay là nó kêu. Ghê không? Đó, đây là ông chủ đó. Hả? À. Bán vậy, con cu đó thì 5 triệu đó. Đâu có anh, con này 5 triệu ai bán anh? Ông kia diễn gọi trả là 20 triệu xong cái ông lại ông coi cái ông nói ông thiếu tiền ông về. Vậy bữa ông lại đi mua mà tới giờ nó còn luôn. Thấy cường không? Cường có đâu đâu cái cường ơi, cái cường. Không thấy anh Vàng ơi, nó vô cái màn hình rồi nó tối rồi nó không thấy sáng cái cường được. Đó anh quát cái tay, anh quát cái tay kêu cho kêu được rồi. Thấy cái máy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.